Tô Hưng Oanh Thái Bình xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Rất cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi Salon ô tô Hưng Oanh trên kênh fanpage của nhà mình. Và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho Salon ô tô Hưng Oanh các bạn nhé. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu nghìn 5 km và cách thành phố Thái Bình 22 km. Và nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Chuyên kinh doanh tất cả các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước. Không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên bản. Nhà mình hỗ trợ rút hồ sơ cho tất cả những chiếc xe nhà mình bán ra và nhà mình có dịch vụ ship xe toàn quốc. Những chiếc xe từ 2013 trở lên thì sẽ được hỗ trợ trả góp ngân hàng với trị giá là 50% trở lên các bạn nhé. Và hiện tại thì trong salon nhà mình đang có đa dạng các mẫu xe, nhưng mà đặc biệt thì có nhiều Fortuner máy dầu. Đang có rất là nhiều Fortuner máy dầu các bạn nhé. Ngoài ra thì có Vios, Altis, Innova, Camry, Accent. Bán tải cũng đang có 2 chiếc. Vân vân và vân vân các bạn nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu với các bạn là những chiếc xe Fortuner. Đầu tiên là chiếc Fortuner máy dầu đời 2009. Sản xuất thì 2008 nhưng mà đăng ký lần đầu thì 2009 các bạn nhé. Màu vàng cát trước mặt các bạn đây. Nhập khẩu Thái Lan. Đã được rút hồ sơ về tên nhà mình và giá chào bán là 560 triệu. Xin chào bạn Vũ Tuấn, xin chào tất cả các bạn và cảm ơn 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh ô tô Hưng Oanh. Fortuner 2008, đăng ký lần đầu là 2009, máy dầu một cầu số tự động, nhập khẩu Thái Lan, giá chào bán là 560 triệu. Tiếp theo chiếc xe Fortuner màu bạc, máy dầu một cầu số sàn, đời 2013. Giá chào bán là 600 triệu. Xin chào bạn Nguyễn Huy Tùng. Fortuner 2013 màu bạc hôm nay chỉ có một chiếc bạn nhé. Xin chào Vi Hạnh. Và đang có 3 chiếc 2010 máy dầu đều màu đen. Còn đằng sau này là chiếc Kia Carren. Đời 2015 nhưng mà mới chạy chuẩn 5 vạn cây, còn nguyên dàn lốp dày theo xe, lốp sơ cua thì chưa hạ lần nào. Màu vàng cát và biển Hà Nội các bạn nhé. Giá chào bán là 330 triệu. Xin chào anh Hữu Tân. Xin chào bạn Chu Kiều, Chu Kiên. Còn bên cạnh đây là chiếc xe Camry 2.4G đời 2009, màu đen biển Hà Nội 4 số. Xin chào bạn Trai Núi. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe số tự động các bạn nhé, 2009, còn rất là đẹp, Camry. Xin chào Trịnh Quang. 488 triệu cho Camry 2009 2.4G. Và các bạn thân mến, trong video này mình sẽ chỉ giới thiệu kể tên và báo giá sơ qua với các bạn thôi nhé. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp hoặc là đến tận nơi để xem xe và chạy thử các bạn nhé. Camry 2.4G đời 2009, màu đen, biển Hà Nội 4 số, giá chào bán là 488 triệu. Chào em Hà Hương. Chào bạn Vũ Mạnh Hùng. Vũ Hùng Mạnh. Một chiếc xe Camry nữa, chiếc này 2.5Q đời 2018, màu đen và cũng biển Hà Nội các bạn nhé, 930 triệu. Xin chào Nguyễn Quyên. Camry 2.5Q đời 2018, màu đen biển Hà Nội. Chào Lê Hồng Phước, chào Tú Trần. Honda CRV đời 2015, bản cao cấp các bạn nhé, màu Titan biển Hải Phòng, 700 triệu.
Honda CRV nhà mình đang có thêm một chiếc 2009 nữa ở nhà bên kia. Còn đây là chiếc 2015. Xin chào Vũ Bá Thanh. Xin chào ABS Đang. Tiếp theo giới thiệu với các bạn hai chiếc xe Atit 1.8 số tự động màu đen. Chiếc màu đen trước mặt các bạn đây đang mang biển Hải Phòng. Sản xuất năm 2016, đang mang biển Hải Phòng các bạn nhé. Xin chào Tạ Đại. Giá chào bán là 590 triệu. Atit 1.8 số tự động màu đen biển Hải Phòng. Còn chiếc xe bên trong này cũng là Atit. Bạn Nguyễn Lê ơi, nhà mình có còn một chiếc Vios 2019 màu trắng thôi nhé. Xin chào Phạm Phan Quang Duy. Xin chào Thành Luân. Thành Luân ơi, nhà mình đang có rất là nhiều Fortuner nhé. Có từ 2009, 2010, 2013 và 2019. Hôm nay thì không còn nhiều, hôm nay chỉ còn mấy chiếc như vậy thôi. Thực ra thì nhu cầu của khách mua cũng rất nhiều nhưng mà chưa tìm mua được các bạn ạ. Tiếp theo chiếc xe Atit này các bạn nhá. Ơi em à, em gọi anh ở bên nhà hộ chính với. À ừ, chào hai em nhé. Em xem xe gì đấy? À, nhà chị chỉ còn có Accent màu đỏ thôi em ơi. Accent 2018 có được không? Cerato thì hôm nay không có cái nào đâu. Ừ, Accent số tự động 2018 ở nhà bên kia. Bạn Nguyễn Lê ơi, 2019 máy dầu số tự động màu cà phê nhá. Đang chào 985 triệu. Anh ơi, có khách xem xe này. Đây cứ xem đi, anh ra đây này em ơi. CX5 bán rồi. Hà Minh Quế, Lê Quân, Sĩ Đinh, xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo là chiếc xe Atit các bạn nhé. Một chiếc xe Atit mà mình vẫn nói là của cô bạn thân nhà mình đấy. Đang mang biển Thái Bình, mới chạy chuẩn 4.3. Số điện thoại của cô ấy là 0678941973. Atit 1.8 số tự động màu đen đời 2016 và đăng ký là tháng 4 năm 2017. Accent đời cao nhà mình đang có một chiếc 2018 số tự động bạn nhé. Xin chào Cà Văn Tâm. Trần Hữu Hiệu ơi, đang có một con Accent đời 2018 số tự động. Còn hôm nay bản cao cấp nhé. Còn hôm nay có một chiếc số sàn thì hôm nay mình vừa đổi xe cho khách ở Thái Thụy rồi. Xin chào Nguyễn Văn Nhân, chào Quốc Hương. Mình xin đọc lại số điện thoại của cô bạn nhà mình là 0678941973. Chủ xe của chiếc xe Atit 17A07744 này nhé. Cô ấy làm ở Kho Bạc, tỉnh Thái Bình. Và chiếc xe này là mang tên cô bạn mình, mới chạy chuẩn 4.3. Nếu các bạn muốn mua trực tiếp với cô bạn mình thì có thể gọi điện nhé. Atit 2016 và đăng ký lần đầu là tháng 4 năm 2017 các bạn nhé. Chạy chuẩn 4.3, cam kết luôn. Tiếp theo giới thiệu với các bạn Fortuner 2000, Ford Everest 2013, máy dầu một cầu, số sàn màu phấn hồng và biển Hà Nội. 470 triệu. Bạn Quốc Hương muốn mượn một cái đi xem nào, ok. Thanh Tùng ơi, Fortuner 2013, bạn chờ một xíu ở bên kia, mình vừa quay xong ấy, tí mình sẽ quay lại nhé. Xin chào Hồ Chí, chào Khanh Nhung, chào Nguyễn Thanh Hoa. Ford Everest máy dầu các bạn nhé, 2013, màu phấn hồng, máy dầu số sàn biển Hà Nội, 470 triệu. Xin chào Nguyễn Chiến Thắng. Còn đây là chiếc xe Toyota Rush tháng 7 năm 20. Tháng 7 năm 20, chiếc xe Toyota Rush các bạn nhé. 1.5 số tự động 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Indo, màu bạc và đang mang biển Bắc Giang. Giá chào bán là 615 triệu.
Xin chào Đồng Châu, xin chào Cương Hoàng. Số điện thoại của nhà mình, hai số này các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua hoặc bán thì hãy liên lạc trực tiếp đến 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Sedan, Lê Hùng ơi, sedan nhà mình đang có chiếc xe i10 đời 2019, số tự động màu trắng, giá chào bán là 395 nhé. Hoặc là chiếc Mercedes-Benz C200 đời 2009 thì 375. Hoặc là đang có hai chiếc xe Civic thì chỉ trên 300 một chút thôi. Số tự động một chiếc 2.0 và một chiếc 1.8 thì nó hơi sâu đời một chút nhưng mà còn rất là đẹp. Là hai chiếc xe Civic nhá. Ngoài ra thì chiếc xe Mercedes-Benz C200 nữa. Chiếc xe Rút này là một chiếc xe mới đi lướt các bạn ạ, nhập khẩu từ Indo, 1.5 số tự động 7 chỗ ngồi. Còn đây là Fortuner 2019, máy dầu một cầu số tự động màu cà phê. Giá chào bán là 985 triệu. Xin chào bạn Bùi Tiến Cảnh, xin chào Lê Hùng. Asen có một chiếc 2018 số tự động và Kia Rio thì chỉ có một chiếc số sàn 2015 thôi nhé. Và ngày hôm nay thì mình mới về được một chiếc Mazda 2 nữa. Mazda 2 đời 2018 các bạn nhé, vừa mới về đến nhà xong, chưa kịp dọn dẹp gì còn đang để trong nhà kia. Mazda 2 đời 2018 màu đen các bạn nhé. Và chiếc xe này thì giá chào bán là 435 triệu. Xin chào Nguyễn Xuân Lâm, chào bạn Đinh Thoại. Hôm nay chiếc xe này vừa về nhà xong nhé, chưa kịp dọn dẹp gì, vẫn còn đang đứng ở góc xưởng đấy ạ. Còn đây là Fortuner máy dầu đời 2010. Nhà mình đang có 3 chiếc các bạn nhé. Có 3 chiếc màu đen. Xin chào và xin cảm ơn em Xuân Trường. Xin chào bạn Lê Đức Sơn. Đang có 3 chiếc xe Fortuner 2010 đều màu đen như thế này. Giá chào bán từ 500 đến 505 đến 510 triệu các bạn nhé. Đang có tận 3 chiếc màu đen Fortuner máy dầu 2010. Và các bạn nào mua xe của nhà mình thì yên tâm, bởi vì ông chồng nhà mình tuyển chọn xe rất là kỹ lưỡng. Đây là một chiếc xe Honda Civic 2.0 số tự động đây các bạn nhé. Đời thì 2008 thôi. Nhưng mà số tự động rất là đẹp. Xe vẫn rất là đẹp nhé các bạn nhé. Hơn 300 đây, bạn nào vừa hỏi xe đan hơn 300 đây nhé. Cảm ơn em Xuân Trường nhé. Xin chào Nguyễn Huy Bách. 328 triệu, 325 triệu, hai chiếc Honda, một chiếc 2.0 và một chiếc 1.8. Còn đây là Kia Rio. Kia Rio đời 2015. Kia Rio số sàn các bạn nhé, đời 2015, đang mang biển Thái Bình. Và giá chào bán là 300 triệu. Xin chào Triệu Duy Hiển, chào Phạm Kiên Bình. Màu trắng trước mặt các bạn này là chiếc xe bán tải BT50 đời 2018 nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 2019. Một chủ sử dụng từ đầu của tỉnh Thái Bình các bạn nhé. Nhập khẩu Thái Lan 2.2, máy dầu một cầu, số tự động 568 triệu. BT50 đời 2018, đăng ký lần đầu 2019. Tiếp theo là chiếc xe i10 2019 mới chạy 1.9 vạn, số tự động màu trắng hai đầu các bạn nhé. Cảm ơn Phạm Kiên Bình. Hai em về nhé.
Ông chủ ơi, chào khách hàng đi ông chủ ơi. Xin chào Lang 5 Y12 đầu màu trắng, số tự động, đời 2019 và mới chạy 1.9 vạn. Giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Lê Hoài. Còn đây là Atit 1.8, số tự động màu đen, và chiếc xe này sản xuất 2010, hiện đang mang biển Thái Bình. Giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Nguyễn Hậu. Innova 2014 màu bạc, số sàn, biển Hà Nội, 405. Innova màu vàng cát, biển Thái Bình, đời 2016, 425 triệu các bạn nhé. Xin chào Phạm Hoàng Tuyến. Chào Cường Phạm hay là Phạm Cương, Nguyễn Giáp. Chiếc xe này là chiếc xe Accent 2018, số tự động các bạn nhé. Số tự động 2018 đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi. Chiếc xe này được độ cái ga lăng, cái mặt ga lăng đằng trước các bạn nhé. Rất là đẹp. 488 triệu. Và trong kia thì mình đang còn hai chiếc Fortuner máy dầu 2010 đều màu đen. Fortuner máy dầu một cầu, số sàn, đời 2010. Đều màu đen các bạn nhé. Giá chào bán là 510 triệu. Cảm ơn bạn Huyền Trinh nhôm kính nhá. Còn đây là chiếc Vios màu đen, khách hàng đã đặt cọc, ngày mai sẽ lấy xe. Vios 2019, ngày mai khách hàng sẽ lấy xe. Và Vios hiện tại nhà mình chỉ còn một chiếc màu trắng 2019 thôi các bạn nhé. Accent số tự động 2018, nhưng mà còn rất đẹp các bạn ơi. Các bạn mà lần đầu tiên xem video của nhà mình thì các bạn hãy chia sẻ bài viết, chia sẻ thông tin quảng cáo giúp nhà mình với nhé. Tất cả những chiếc xe của nhà mình bán thì cam kết là không lỗi. Tuy nhiên nhà mình tuyển chọn xe ở mức cẩn thận, kỹ lưỡng hơn, nên là giá xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao. Tiếp theo, chiếc xe này là Mercedes-Benz C200 đời 2009 các bạn nhé. Màu xám và đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán là 375 triệu. Còn đây là Lacetti CDX đời 2009. Một chiếc xe nhập khẩu số tự động, đã có chức năng mở cửa thông minh, điều hòa tự động, cửa sổ nóc. Sâu đời một chút thôi nhưng mà đi xe rất là nằm chắc. Và giá chào bán là 225 triệu. Lacetti CDX 2009, 225 triệu các bạn nhé. Còn bên này thì chiếc Lacetti 2004 màu bạc, số sàn, biển Hà Nội, chỉ có 120 triệu thôi. 120 triệu nhưng không hề bị mất một phân keo chỉ nào, và máy móc thì còn rất là ngon các bạn nhé. Tiếp theo, chiếc xe Morning 2019 màu trắng đã được độ một bộ vành chống xước các bạn nhé. Giá chào bán là 275 triệu cho Morning 2019. Còn đây là chiếc xe Vios G 2019 màu trắng, số tự động. Còn một chiếc Vios thôi các bạn nhé, màu trắng, số tự động, đời 2019, Vios bản G, và giá chào bán là 500 triệu. Ngoài ra nhà mình đang có một đôi xe Camry đời 2002, một chiếc số tự động 3.0 nhập khẩu Mỹ XLE, giá chào bán là 270 triệu. Và một chiếc số sàn 2.4G màu đen, biển Thái Bình, 265 triệu. Xin chào bạn Nguyễn Giáp, xin chào Phạm Hoàng Huyến. Còn đây là chiếc Honda CRV đời 2009,
màu đen biển Hải Phòng, giá chào bán là 410 triệu. Bà chào con, ngó ra đây bà xem nào, ngó ra đây bà xem nào. Ơi, tiếp theo giới thiệu với các bạn ha, một chiếc xe bán tải các bạn nhé, bán tải Colorado, máy dầu một cầu số tự động, nhập khẩu Thái Lan, đời 2018, đã được rút hồ sơ về tên nhà mình và giá chào bán cho chiếc xe này là 540 triệu. Cho bán tải Colorado các bạn nhé. Này, chào khán giả của bà đi. Nhà tôi có hai em bé sinh đôi các bạn nhá. Xin giới thiệu, có hai em bé sinh đôi này. Hai em bé sinh đôi nhá. Chào khán giả nào, con chào các ông, các bà nào. Ok. Nhà mình đang có hai chiếc xe bán tải các bạn nhá. Một chiếc BT50 và một chiếc Colorado 2018 đều nhập khẩu Thái Lan. Hai chiếc xe bán tải máy dầu một cầu số tự động đều nhập khẩu Thái Lan. Chiếc này 540, còn chiếc BT50 biển Thái Bình thì nhà mình đang chào bán là 568 triệu. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp từ salon ô tô Hưng Oanh Thái Bình, có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Các bạn làm ơn hãy ấn nút like, ấn nút chia sẻ bài viết, hoặc các bạn hãy chia sẻ thông tin quảng cáo, giới thiệu đến mọi người để cho thương hiệu ô tô Hưng Oanh được ngày càng nhiều người biết đến hơn các bạn nhé. Và địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Có hai số điện thoại là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Nhà mình cam kết xe của nhà mình không lỗi, tuy nhiên giá xe luôn luôn ở mức giá cao. Và nếu mà các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến salon ô tô Hưng Oanh. Còn nếu mà các bạn đi so sánh để tìm mua những chiếc xe cùng đời mà giá rẻ hơn thì nhà mình không có các bạn nhé, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn ở xa, các bạn chỉ cần xem xe, thống nhất giá cả, đặt cọc tiền, mình sẽ rút hồ sơ vào tên các bạn và chuyển xe đến tận nơi để các bạn kiểm tra. Và sau khi nhận được xe rồi, thấy chất lượng đúng như cam kết thì các bạn mới phải thanh toán nốt phần tiền còn lại. Hàng ngày thì mình sẽ dành 15 phút buổi tối để phát báo giá cái tên sơ qua. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp các bạn nhé. Hoặc là kết nối điện thoại Zalo để mình xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Và đến đây thì mình xin kết thúc video hàng ngày. Ok, tạm biệt nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.